Chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay ở trên Lạng Sơn chỗ em trời thời tiết rất là nóng. Thì hôm nay em đi chợ có mua được một chút thạch này, thạch đen này. Món này là món đặc sản ở trên này đấy. Cây thạch đen đấy, làm ra cái miếng thạch đen này. Đem về làm, tí nữa làm mình làm thạch ăn cho nó mát. Đây em có mua một chút sữa đậu nữa. Cái thạch này thì nó có hai loại nhé. Cái loại, một cái loại thạch này họ làm họ bán nhưng mà chưa có đường. Còn có một loại nữa là họ cho đường vào luôn rồi, có thể ăn trực tiếp được luôn, không cần đường. Nhưng mà hôm nay em mua cái không có đường nên là phải cần có một chút đường, tí nữa mình pha vào ăn cho nó có vị. Thôi bây giờ mình sẽ, bây giờ em sẽ đi vào em tiến hành làm thạch nhá. Rồi bắt đầu em sẽ tiến hành đánh thạch nhá. Đầu tiên mình cắt ra. Xong mình đánh nó nhỏ ra nhé. Để con dao cắt nhỏ ra. Sau đó mình cho đường vào. Cái này tùy theo khẩu vị của mỗi người nhé. Ai ăn nhiều đường thì có thể cho nhiều. Thạch này cũng mùa nóng này cũng rất là tốt cho trẻ con ăn, nó có thể giải nhiệt được. Thì nếu mà làm cho trẻ con ăn thì mình có thể đánh nó nhỏ ra. Còn thì người lớn ăn thì cũng không cần phải đánh nhỏ lắm đâu. Đầu nhá, bây giờ em vừa mà đánh xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đổ cái sữa đậu vào nhá. Bây giờ đổ vào thì bây giờ mình sẽ cho đá vào đây luôn, hoặc là múc ra xong rồi gia cốc xong rồi cho đá gia cốc này. Bây giờ mình đổ cái thạch vào. Những hôm trời nóng này ăn cái thạch này rất là mát ấy. Đây là một cái món thạch đặc sản ở trên Lạng Sơn này. Ở trên này nổi tiếng với cây thạch đen này đấy. Bây giờ mình được một cốc thạch đây. Em sẽ ăn thử vừa mới làm xong rồi. Hôm nay ở trên Lạng Sơn khá là nóng. Nên sáng nay
Em cũng có đi chợ mua một chút thạch về làm ăn cho nó mát. Cái thạch này nó mềm một chút và nhai mình cảm thấy nó hơi hơi dai dai một chút, kết hợp với cái sữa đậu này. Hơi nước nước sữa đậu này nó vẫn còn có một cái mùi của đậu, mùi của cái hạt đậu ấy cũng rất là thơm. Đường thì em cho cũng hơi hơi ngọt thôi, vì nóng này mình cũng không thích ăn ngọt lắm nên là cho ít thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn ăn ngọt nhiều thì mình có thể cho thêm nhiều đường hơn thì nó sẽ ngọt hơn. Cái mùa hè này ở trên Lạng Sơn bán cái thạch này rất là nhiều. Sao đây vô bỏ nhanh. Ăn không? Sao đây? À, sao đây bỏ. Ui, bỏ nhá. Ấy, nào vô bỏ nhá. Nào, ăn miếng nào. Ăn miếng nào. Con không? Nào, hãy mua ăn miếng nào. Sao? Ai đấy? Chín chín Chít. đó. Chít ở trên đấy nhỉ? Nào. Chít ăn ngon đấy. Ui. Bố ăn miếng nha, bố ăn miếng nha. Là ăn miếng à. Bố bón cho tít một miếng nha. Tít tít. Con không bỏ chân lên đâu con ơi. Bỏ chân xuống. Nào, ăn là ăn miếng nữa nào. Bye 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 bye. Há mồm. Hả? Nội Ông nội á? Đâu? Nội Nào nào nào, ăn Không miếng ăn nào. được miếng to để đâu. Ăn miếng to này à? Há to mồm. Nhai, nó đang nhai cái miếng thạch. À, đang nhai, bố ăn thế nhá, bố ăn nhá. Nào bố cho miếng nhỏ nhỏ nào, xong bố uống hết công cơ. Bố ăn hết đi, con không ăn nữa thôi. Ăn á, bố lấy. Nào. Nào, ăn miếng nữa nhỏ nhỏ. Xong chưa? Tầm